Tập luyện cho vùng cơ bụng săn chắc cứng cáp và phát triển đều hai bên. Tại sao không? Hôm nay hãy cùng với Hubert dành 10 phút ra tập những bài tập rất là tốt dành cho vùng cơ bụng nhé. Hãy bắt đầu nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên, đó là Take a Skate Up. Rất là tốt dành cho một bên ha. Rồi một chân, co một chân duỗi. Rồi tay đối diện ha, chúng ta sẽ đẩy lên, hạ xuống, hít vào, lên thở ra ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cố gắng làm 30 giây và sau cách đó các bạn sẽ có 15 giây nghỉ và đổ qua bài tiếp theo hoặc là hướng đối diện ha. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1, lên thở, xuống hít. Rất tốt. Cố lên, đẩy, xuống hít vào, lên thở. Nếu mà được á, đẩy người cao hơn tí nữa. Thở, xuống hít. Đó, cảm nhận cơ bụng cứng nè. Cố lên nào mọi người. 4, 3, 2, 1, rồi. Chúng ta sẽ đổi bên nha. Rồi bây giờ mình sẽ duỗi chân còn lại nè. Tay cũng vậy. Tay cùng bên với cái đầu gối á, áp xuống. Tay đối diện ha, đưa lên ha. Rồi 3, 2, 1, lên thở đẩy. Xuống hít. Chỉ cần 10 phút thôi các bạn, cố gắng lên. Mười, chín, tám, ba, hai, một, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tập cho cơ bụng dưới ha. Rồi, tập một bên này, bắt chéo một chân ha. Hà xuống, hít vào, lên thở, đẩy. Làm liên tục 30 giây nha các bạn. Sẽ cảm nhận bụng dưới rất là nhiều ha. Rồi bắt đầu. Xuống hít, lên thở. 1, 2. Á cái vùng lưng dưới nha các bạn. Các bạn cảm thấy khó thì các bạn co gối lại một xíu. Rất tốt, có lên, có lên. Làm chậm, làm nhanh cũng được. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi. Về, đổi bên nha. Rồi, vẫn tiếp tục tương tự như vậy. Đưa lên hạ xuống, lên thở. Rồi, chuẩn bị bốn, ba, hai, một, xuống hít, lên thở. Lên thở, ấn cái lần dưới xuống nha các bạn. 15 giây cuối. Bảy, sáu, năm, bốn, ba. Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập cho cơ lưng sườn ha. Rồi từ đây các bạn có thể side plank ha, hạ đầu gối xuống. Hoặc là nhấc đầu gối lên, tay quẹt xuống đưa lên nha. Làm liên tục 30 giây nha các bạn. Rồi các bạn có thể làm lựa chọn dễ như vậy. Hoặc là duỗi chân thẳng ha. Rồi hạ xuống hít và lên thở đẩy. Hít, xoay. 20 giây nữa. 15, 14. Cố lên, cố lên. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Rồi, chúng ta sẽ đổi bên còn lại nha các bạn. Rồi, cẳng tay nè, phía dưới vai ha. Rồi, một chân như vậy, quẹt hoặc là xoay hai chân ha. Bắt đầu. Xuống hít, lên thở. Cố lên, cố lên. Bài tiếp theo là một bài bổ trợ dành cho phần bụng cũng như là để giúp cho phần lưng của các bạn khỏe hơn ha. Chúng ta sẽ làm bài Superman, nhưng mà một tay và chân đối diện nhấc lên ha. Rồi, để thư giãn cho cái phần bụng cũng như là tốt cho phần lưng ha. Rồi, tay phải, chân trái đưa lên hạ xuống. Nhấc lên giữ một giây. Hạ xuống từ từ ha các bạn. 3, 2,
Một lên thở. Đúng rồi. Tiếp tục. Tập cho cơ bụng nhưng mà vẫn đừng quên cơ lưng ha. Nó sẽ bổ trợ để không bị đau lưng. Tiếp tục. Một bên. Rồi đổ bên còn lại. 5 4 3 2 1 rồi. 15 giây nghỉ. Đổ bên ha. Hôm nãy tay phải thì bây giờ tay trái, hôm nãy chân trái thì bây giờ tay phải chân phải ha. 6 5 4 3 2 1 let's go. Lên, hạ xuống. Thở, xuống hít vào. Tiếp tục. Cố lên. Cố gắng chân duỗi thẳng, tay được cao. 6 5 4 3 2 1. Rồi, rất tốt. Tiếp theo ha các bạn, chúng ta sẽ làm bài Down Dog to Side Kick nè. Đẩy mông về phía sau, xong một chân đưa lên. Bắt chéo ha các bạn. Làm liên tục một bên. Rồi, bắt đầu. Này, đẩy mông về phía sau, xong một chân đưa. Hít thở. Tập cho cơ bụng mà tốt cho phần tư thế nữa. Cố lên. 16, 15. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, hạ đầu gối xuống ha. Chúng ta sẽ làm cho bên còn lại. Hôm nãy chân phải về bên trái thì bây giờ chân trái qua phía bên phải nha mọi người. Rồi, năm, bốn, ba, hai, bắt đầu. Đẩy, xong trái đưa qua phải. Hít thở. Cố lên. 6 5 4 3 2 1. Rồi, rất tốt. Rồi, chúng ta còn 2 bài nữa thôi nha mọi người. Rồi, bài tiếp theo khá là thú vị ha. Ở chưa tư thế P này nè, hai đầu gối nhấc lên ha, xong đá một bên thôi ha, xoay lại, giữ, rồi đá tiếp tục ha, một bên, rồi bắt đầu, thở xoay, hít, thở xoay, lựa chọn dễ, co gối, hạ xuống, mỗi lần đá thì mới nhấc đầu gối lên ha, tiếp tục, cố lên, 15, 14, 6, 5 4 3 2 1. Rất ổn. Rồi, nghỉ một xíu ha, chúng ta đổi phía bên kia nha mọi người. Rồi, rất tốt, cảm nhận cơ bụng như thế nào. Cố gắng lên ha. 6 5 4 3. Giờ xoay phía bên kia nè. 2 1 nhấc lên xoay. 1 hít thở. Xoay. Đúng rồi. Cố lên, cố lên. Mười phút nhưng rất hiệu quả. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, bài cuối cùng thôi nha mọi người. Bài cuối cùng làm hai lần là xong. Rồi, nằm ngửa ra làm bài đạp xe. Từ đây, hít thở lên chạm, hạ xuống. Rồi, lên tiếp tục ha. Lặp lại là xong. Rồi, 30 giây một bên. Lên, xuống hít. Lên thở. Mười lăm giây cuối. Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai,
1 15 giây nghỉ. Chúng ta sẽ đổ bên kia ha. Rồi chân này duỗi. Rồi chúng ta sẽ làm chân còn lại. Cố gắng nha, 30 giây nữa thôi là xong. Hết rồi. Cố gắng cùng với nhau, tập cùng với nhau, kết thúc cùng với nhau. 3, 2, 1 lên. 1, hít thở. 2, hít thở. 3. Mười lăm giây cuối thôi, cố gắng lên, cố gắng lên. Ba, hai, một, rất tốt, yay. Chúc mừng các bạn vừa mới hoàn thành xong 10 phút tập cho cái phần kho bụng cũng như là lớp giúp cho phần lưng khỏe hơn phần nào ha. Các bạn cảm nhận như thế nào về phần cơ bụng? Cảm thấy cứng cáp hơn rất là nhiều không? Nếu mà các bạn có thể được thì các bạn có thể bấm quay trở lại từ đầu tập thêm một vòng nữa nha các bạn. Và ok, bây giờ đừng quên bấm đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Hubert và theo dõi cái lịch tập của Hubert post vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần ở trên social media, trên mạng xã hội Facebook này, Instagram này, để mà có thể giữ sức khỏe, có biết được cái lịch tập mỗi ngày như thế nào ha mọi người. Và cố gắng giữ sức khỏe nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.